Một lý do tại sao chúng tôi không muốn quý vị thực hành bất cứ một sự tụng niệm nào, hình dung nào. Một lý do nhỏ thôi dĩ nhiên, nhưng vẫn là lý do quan trọng. Khi quý vị niệm, thường thường quý vị niệm một danh hiệu của thần này, nữ thần này hay nữ thần kia, giáo chủ tôn giáo này hay tôn giáo kia. Thế là quý vị có liên quan đến một giáo phái nào đó, một tông phái nào đó. Phương pháp thiền này muốn quý vị luyện tập ở mức độ sự thật chung cho tất cả. Toàn thể phương pháp thiền này là chung cho tất cả, không có tính cách tông phái. Nếu quý vị dùng một hình ảnh tưởng tượng, một hình tượng, một hình dáng của vị thần này, nữ thần kia, giáo chủ tôn giáo này hay tôn giáo kia, là quý vị lại liên quan đến một tôn giáo có tổ chức nào đó, một tông phái nào đó. Cách này không thể áp dụng cho tất cả mọi người, chỉ những ai thuộc về tông phái đó mới luyện tập theo. Cách này không phải là chung cho tất cả. Phải hiểu rằng sự khổ đau của chúng ta là chung cho tất cả, căn bệnh là chung cho tất cả. Khi một người phát sinh ra điều bất thiện, giận dữ, oán hận, ác ý, ham muốn dục vọng, sợ hãi, ngã mạn, bất cứ phản ứng tiêu cực nào, người ấy trở nên căng thẳng, trở nên khốn khổ. Điều này xảy ra với mọi người. Khi quý vị nổi cơn tức giận, quý vị có thể gắn cho cơn giận này cái nhãn hiệu nào? Cơn giận đã nổi lên, có phải đó là cơn giận Cơ Đốc giáo, cơn giận Do Thái giáo, hay cơn giận Ấn giáo, hay cơn giận Phật giáo, hay cơn giận của người Mỹ, cơn giận của người Anh, hay cơn giận của người Nga? Cơn giận là cơn giận. Vì sự tiêu cực này, người ta phải chịu khổ đau. Một lần nữa, quý vị không thể gọi đây là khổ đau Ấn giáo, hay khổ đau Hồi giáo, hay khổ đau Cơ Đốc giáo, hay khổ đau Do Thái giáo. Khổ đau là khổ đau, là chung cho tất cả. Căn bệnh là chung cho tất cả. Phương thuốc chữa trị phải là chung cho tất cả. Phương thuốc mang tính cách tông phái không thể giúp gì được. Vì thế, trong phương pháp thiền này, điều kiện cần thiết rất quan trọng là từng bước trên con đường này, từ lúc bắt đầu cho đến khi quý vị đến đích cuối cùng, từng bước phải đi cùng với sự thật, sự thật, sự thật. Sự thật mà chính quý vị chứng nghiệm, sự thật mà quý vị chứng nghiệm ở khoảnh khắc này. Cứ thế, từng khoảnh khắc một, từng khoảnh khắc một, bất cứ sự thật nào tự biểu hiện trong phạm vi cơ thể của quý vị, sự thật thuộc về cơ cấu thân xác này, cơ cấu tinh thần này, quý vị cứ tiếp tục quan sát, quan sát, quan sát. Điều này là chung cho tất cả, giống nhau với mọi người, rồi quý vị sẽ đạt đến đích cuối cùng. Đừng pha trộn kinh nghiệm của quý vị với bất cứ niềm tin nào, hay với giao điều nào, hay với tông phái nào, với bất cứ triết lý nào, từ truyền thống này hay truyền thống kia. Cho dù có đúng đến thế nào đi nữa, dù có chân thực đến thế nào đi nữa,